đó chắc đúng rồi đúng rồi. Hello mọi người, ngày hôm nay mình cùng với ông trò mình anh em lên thăm quan võ đường của thầy Hồ Bé ở Tây Sơn á. Sáng nay có một số trận đánh, mình sẽ quay lại cái số trận đánh cho mọi người xem nha. Mình giờ mình mới đặt chân tới võ đường thầy Hồ Bé, bây giờ mình tham quan rồi mình đánh giao lưu xong rồi ở lại mình chơi nữa. Mọi người cùng theo dõi clip đi đấu giao lưu của thầy trò mình nha. Giật ống lên. Phải đây giật ống đi xem. Ống đâu? Đúng rồi. Đúng rồi. Ống đâu? Đó là gì không? Đâu? Ông ngang vô coi. Ngang vô coi. Ngang vô, ngang vô. Đúng rồi. Sáu vô. Ống đâu, ống phải đâu? Nghe vô công này, nghe vô lại đi, ông mãi ông mãi đâu phải này đúng rồi, đúng rồi nha. Đăng Long. Nghe. Cung. Quán. Yêu quá. Nghe vô sáng ơi. Tiếp. Tiếp đi. Đó, đúng rồi, đóng qua lại luôn. Vậy không phải luôn. Dứt đi. Đó.
quyền. Mình phải rồi. Đúng rồi. Ra cái nữa đi. Đúng rồi. Chưa chạm đất mà. Chưa té mà. Mất nè rồi. Tiếp tục nữa đi. Mất tình huống rồi. Chà cậu Vũ là còn quấn nha. Bám. Ủa anh sao? Sao? Phải. Anh Thái thầy ơi. Thầy ơi. Không. Ừ. Đúng rồi. Cái này rõ nè. Ôm. Dẹt cả nữa. Hít thở sâu, Ở, ném. Ôi dồi. Tiến lại. Tập trung đâu nè. Nhìn đeo rồi. Một. Ngã xuống một. Ôm ôm lần nữa. Ai mà chỉ mà nhớ chẳng ta là đại dụ ôm. Đúng rồi. Lúc đó tốt lắm. Chỉ biết